Bí là dòng dõi, bí là nó tốt, rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà bí ngối này, bí ngối này là người cao huyết áp không được ăn, làm cho bệnh nặng thêm. Những người này mà ăn bí ngối là bệnh nặng thêm, là cao huyết áp, tay run, mệt mỏi, buồn nôn, bệnh ho, say rượu, uống rượu, đang uống thuốc chống đông máu là không ăn được bí ngối. Những người không ăn được bí ngối để cho bệnh nó nhẹ thêm thì không ăn được bí ngối, đó là những người có bệnh huyết áp cao, tay run, mệt mỏi, buồn nôn, bệnh ho, say rượu, uống rượu, đang uống thuốc chống đông máu là không ăn được bí ngối nha bà con. Mặc dù nó tốt nhưng mà những người đó, những cái chứng bệnh đó không ăn được bí ngối để cho nó nhẹ cái bệnh mình khỏi đi gặp bác sĩ nhiều hơn, khỏi mất tiền nhiều hơn, khỏi mất sức khỏe nhiều hơn và khỏi đến bệnh viện cấp cứu nhiều hơn, cho nên không ăn. Còn nó tốt cho bệnh nhân có tiểu đường nè, nó tăng giảm các giác no, nó tăng cảm giác no, cảm giác tốt cho người giảm cân, tiêu hóa, tim mạch, mắt, kiểm soát được cân nặng, chống ung thư, chống hóc môn tuyến giáp, tốt cho xương. Rồi, nhiều cái tốt ha, nhiều cái tốt. Tốt cho răng, chống lão hóa, nó tốt cho người bị gút, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú là rất tốt. Cho nên ăn chỉ 20 gram một ngày, ăn 6 ngày nghỉ một ngày, ăn 20 gram một ngày, ăn 6 ngày nghỉ một ngày. Cha, woo!